Chào mừng mọi người quay trở lại Crypto Weekly và mình là Kiều Anh. Video này sẽ đề cập đến các sự kiện thú vị như là Trung Quốc mạnh tay đóng 12.000 tài khoản giao dịch crypto, Binance đăng hình chú chó Chihuahua và ngay lập tức đồng coin mang tên chú chó này cũng được FOMO, giá hiện tại đã x10. Lạm phát vừa mới hạ nhiệt, Mỹ lại có ý định bơm thêm 740 tỷ đô. Nghe có mùi toang ở đây. Ngoài ra sẽ còn có nhiều phân tích đáng chú ý khác. Cùng bắt đầu nghe nhé. Tuần qua thì tình hình thị trường khá là khả quan. Hiện tại BTC đang giao dịch quanh mốc 23.800 đô. Trong 7 ngày qua thì cụ BIT đã ghi nhận mức tăng 4%. Đáng chú ý là ETH. Giá của ETH đã tăng gần 14% trong 7 ngày qua, lần đầu tiên vượt mốc 1.880 đô kể từ khi sập xuống 880 đô vào tháng 6 do thảm họa Luna. Thị trường crypto đã duy trì mức vốn hóa trên 1.000 tỷ đô kể từ ngày 27 tháng 7. Hiện tại, vốn hóa đang ở mức 1.140 tỷ đô khi tâm lý thị trường bắt đầu lạc quan hơn. Động lực đằng sau đà tăng này một phần đến từ việc nâng cấp The Merge đang cận kề, đồng thời tranh cãi xoay quanh việc phân tách hai token ETHW và ETHS cũng khiến nhiều người bắt đầu tích lũy ETH với hy vọng nhận được airdrop dẫn đến giá tăng. Bên cạnh đó, chỉ số lạm phát tại Mỹ thấp hơn dự kiến cũng được cho là nguyên nhân giúp nhà đầu tư lạc quan hơn vào thị trường. Trong vài ngày qua thì có một token đang được FOMO và côn mua trên nhiều group lớn, đó là Chihuahua, trang chủ của Binance không biết là vô tình hay cố ý mà cũng post ảnh của chú chó này, khiến dự án lại càng có nhiều lý do để bơm thổi hơn. Thậm chí là team còn chơi lớn khi quảng cáo trên quảng trường thời đại Mỹ, giá hiện tại đã hơn 10 lần kể từ khi list. Đây là một dự án meme thuần bơm thổi, giá bây giờ đã bay khá cao rồi, nếu mình vào thì có khả năng ăn sảng. Anh em lưu ý cảnh giác nha. Như vậy là lạm phát tại Mỹ đã chính thức được công bố ở mức 8,5%, thấp hơn dự đoán là 8,7%. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyết định tăng lãi suất vào tháng 9 của Fed, hiện đang được dự đoán là sẽ tăng trong khoảng từ 0,5% cho đến 0,75%. Nguyên nhân thực sự đứng đằng sau con số 8,5% này là gì? Mình sẽ phân tích điều này nhé. Chỉ số lạm phát giảm, phần lớn là do giá năng lượng đã có sự điều chỉnh giảm mạnh, đặc biệt là giá dầu. Ở Việt Nam chúng ta cũng đã thấy rõ điều này khi mà giá xăng đã giảm liên tiếp đến 4 lần. Tuy nhiên, chưa thể thở phào nhẹ nhõm vì 8,5% vẫn là một con số cực kỳ cao. Mức lạm phát mục tiêu của các quốc gia, trong đó có cả Mỹ và Việt Nam đều dao động quanh khoảng 2%. Hiện tại thì chúng ta đang cách con số này rất xa. Đã có thông tin chính thức về việc Mỹ sẽ bơm thêm 740 tỷ đô. Điều này có đáng lo ngại và khiến tình trạng lạm phát trở nên tồi tệ hơn hay không? Thực tế thì nguồn tiền này thuộc chi tiêu bình thường của chính phủ Mỹ. Nó sẽ trực tiếp đi vào các hoạt động như là hỗ trợ giảm giá thuốc, hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế, giảm học phí giáo dục hay là bảo vệ môi trường. Điều này có thể tác động tốt đến nền kinh tế. Khi mà người dân được hỗ trợ an sinh xã hội, họ sẽ tích cực làm việc và tạo ra của cải cho xã hội, thúc đẩy nền kinh tế hồi phục. Sự kiện này rất khác so với việc in tiền của Fed. Nhiều người đang dùng tin tức này để phát nên là anh em hết sức tỉnh táo nha. Khoảng 12.000 tài khoản và hơn 50.000 thông tin liên quan đến giao dịch tiền số đã bị Trung Quốc xử lý. Đây là hỗ trợ nỗ lực xóa bỏ hoàn toàn các hoạt động khai thác và giao dịch crypto tại quốc gia này. 105 trang web chuyên về tiền số cũng đã bị đóng cửa. Các cơ quan quản lý còn làm việc với hơn 500 trang web yêu cầu xóa bỏ các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch crypto. Cơ quan quản lý không gian mạng CAC cho biết sẽ tiếp tục tăng cường trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền kỹ thuật số, đồng thời nhắc nhở người dân không tham gia vào các hoạt động giao dịch. Trung Quốc đang tập trung triển khai dự án tiền số quốc gia CBDC. Mình đã phân tích chủ đề này khá là kỹ ở video hai thế lực đang giết chết crypto. Bản chất thì đồng tiền số quốc gia vẫn chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ. Và tất nhiên, CBDC có kẻ thù đó là crypto. Trung Quốc cũng từng cấm thợ đào Bitcoin, chúng ta tưởng chừng là thị trường crypto này sẽ sụp đổ. Nhưng mà không, mọi thứ đã diễn ra theo hướng ngược lại. Thậm chí là bây giờ mọi người còn không quá quan tâm đến những phát news từ quốc gia này. Dữ liệu khai thác của thợ đào cho thấy Bitcoin có thể đã chạm đáy. Số dư BTC trong ví của các thợ đào đang dần hồi phục, cho thấy họ muốn hold BTC thay vì bán. Đồng thời, lượng BTC được các thợ đào rút về ví đã vượt qua lượng nạp lên sàn. Như vậy, các thợ đào đang có xu hướng tích trữ BTC hoặc là còn quá ít để bán.
Điều này cũng trùng khớp với dữ liệu cho thấy lượng BTC trên các sàn đang ở mức thấp nhất là 2,37 triệu BTC. Theo chuyên gia phân tích kỹ thuật CryptoVizArt, BTC đang gặp ngưỡng kháng cự quan trọng là đường trung bình động 100 ngày. Nếu Bitcoin thành công vượt lên trên ngưỡng 24.000 đô thì khả năng chạm 30.000 đô là hoàn toàn khả thi. Ở khung 4 giờ, chuyên gia này cho rằng BTC sẽ có một đợt rung lắc mạnh để test lại mốc 19.000 đô. Nếu không giữ được mức giá này, điểm đến tiếp theo sẽ là 16.000 đô. Như vậy, thị trường đang ở vùng kháng cự mạnh, bắt đầu có nhiều ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng chuẩn bị uptrend, người thì cho rằng chúng ta chỉ đang ở đỉnh của một cơn sóng hồi mà thôi, vẫn ở trong bear market. Về ngắn và trung hạn thì có thể có nhiều mâu thuẫn, nhưng mà về dài hạn thì mình tin tưởng là thị trường sẽ đi lên. Hãy cùng vượt qua giai đoạn này để có thể đón đầu những cơn sóng trên mới. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và đừng quên nhấn like video này nhé. Xin chào!